Các bạn thân mến, hôm nay mình cũng muốn ghi lại cái hình ảnh này để chia sẻ với tất cả những người yêu con chim cu gáy Việt Nam. Thì đây là một cơ sở của mình, thì cũng tương đối là nhiều chim bố mẹ và chim chơi cũng như chim non. Đấy, như bạn này thì cũng rất là thuần. Có rất nhiều giống chim từ bên Ba Vì, chim người bên Phú Thọ được lai giống, và thường thì những con chim này thì mình chim mái là mình nuôi lên đúc ra, và chim trống thì mình sẽ thu thập từ ngoài thiên nhiên, ngoài rừng, mình sẽ ghép thành đôi. Và ở cơ sở này thì mình cũng thực hiện cho chim cu đất cu ta màu lâu như thế này là đẻ trứng, và mình cho cu Pháp, cu Nhật là ấp thuê. Thường thì những cu như vậy thì cũng quanh năm ấp và quanh năm nuôi con, có những lúc nuôi 4 con. Còn ở đây thì là những cặp chim được sứ mệnh là ấp và nuôi con thuê. Lưu ý là giống chim này thì chúng ấp rất là chuẩn và nuôi con rất là khéo. Nếu như cu ta kia mà được một đôi đẻ đều đặn mà ấp tốt thì rất là khó. Nhưng mà khu này thì chúng ta có thể thả trứng vào đổ trứng, rồi vừa ấp vừa nuôi con rất là tốt. Đây là mình ghép một đôi hoa mơ, một đôi cu ta, con trống cu lâu kia thì con này thì nguồn gốc là con này thì dáng dấp chim cũng được. Con này rộng thổ pha khoảng 80, cũng khá là hay. Ở đây thì xung quanh thì mình có chủ yếu là cây trẻ. Cuộc sống rất là yên ả. Các bạn có thể nghe thấy tiếng chim, kia là bàn uống nước. Đây là chuồng. Ở đây thì mình rộng khoảng 2 mét khối, cao 1 mét 7, rộng 1 mét rưỡi, dài 1 mét rưỡi. Đây, như cặp này là đã đẻ một quả.
Dạo này thì đang nuôi nhưng mà lứa vừa rồi hỏng 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 mất một một trứng, được đăng được một con. Về cái thức ăn thì các bạn cho hai khay, một khay thóc, một khay thức ăn bổ sung, có thể là cắm cò. Nếu như khuôn viên chuồng thì các bạn nên để cao tầm 1,7 m, 1,5 m. Ở đây thì có non bộ đá và một cái cọc trống lên để cho chim nằm ổ, cái ván bậu. Đấy, các bạn nhìn, nếu mà nuôi chim sinh sản các bạn nên để theo cái mô hình như cái chuồng này. Thì thứ nhất là cái cọc này mà các bạn làm nhẵn hoặc sắt một chút thì để chống con chuột có thể làm ảnh hưởng đến cái việc ấp của nuôi con. Thì đây như con này thì cũng được khoảng 5-6 ngày rồi. Nếu như tầm này anh ai có thể là chịu khó bắt ra nuôi bộ là nuôi tốt rồi, thì nó sẽ rất thuần chim. Như đôi này thì là đặc thổ. Tiếp theo thì đôi này thì cũng các bạn có thể nhìn thấy chỉ hai quả trứng đây rồi, trứng đẻ được 2 quả. Thì chút nữa mình sẽ nhặt 2 quả này cho chim khu trắng ấp thì nó lại đi đẻ. Sau khi nhặt trứng thì những cái đôi sung thì thường khoảng 4-5 ngày lại đẻ. Chưa chuồng này thì các bạn nên nhớ là ở phần trên chỗ ấp này có một cái mái che, để một tấm bô lô lên trên tránh mưa. Chỗ chỗ ăn với chỗ ấp là các bạn nên không để nước mưa. Đấy, còn khuôn viên thì các bạn nên để có nắng có gió và để cây cối tự nhiên như này, cây cối tự nhiên đấy, trông rất là tự nhiên, một chút cây xanh ở đây. Những con này thì là thường là nó đẻ rất tốt, chim bẫy thì nó cũng không được thuần lắm, nhưng mà khi mình đúc con ra thì mình nó là thế hệ sau nó sẽ thuần. Ở đây thì chỗ bên này có một cây đào, đôi này thì cũng đang vừa cũng đẻ được 2 trứng. Nếu như mà các bạn nuôi cu này mà các bạn không 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 có cu trắng thì nó sẽ không hiệu quả, các bạn nên nhớ là như vậy. Tiếp theo là bên này chuồng để ấp, các bạn để cao lên như này. Đây là máng ăn, máng ăn. Đây là chuồng, trong này có cả cái chè. Đây, đây rất là nhiều chuồng đúng không các bạn, mình chơi cũng rất là lâu rồi. Đây, chuồng này thì rộng dài cao. Đây em này thì cũng được 2 trứng. Em này thì hình như cũng được 1 trứng rồi. Thì thường mình cũng đúc ra cũng nhanh thôi.
tâm có thể gọi vào số 0163 5305 982. Xin chào tạm biệt. Như vậy là để có được một con chim cú gáy theo đúng như ý mình mong muốn thì quả thật là cũng không phải dễ. Thì cái kênh chim cú gáy hay này sẽ giúp cho những người ai mà muốn tìm cho mình một con chim cú gáy ưng ý, giọng còi 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 chuông hay là hoa thổ hay là thổ đặc hay là kim hay là cái nối, làm sao mà con chim nó có nhiều nối rất là hay, hoặc là chim bẫy thì cái kênh chim cú gáy hay ở trên YouTube này của chúng tôi sẽ giúp cho các bạn tìm được cái con chim mà các bạn mong muốn. Chúng tôi hứa sẽ chuyển hàng đúng chất lượng theo như giao dịch qua điện thoại và cũng có trách nhiệm tư vấn kỹ thuật cũng như là hướng dẫn thêm những người mới chơi. Và cái việc những ai mà đã giao dịch với vườn chim chúng tôi thì cũng nên comment, nên có những ý kiến trên kênh, trên website để cho mọi người đều biết là chúng tôi làm ăn lấy chữ tín hàng đầu và rất quý trọng những người yêu con chim cú gáy. Một lần nữa, quý vị các bạn hãy để có dịp hãy đến thăm vườn chim của chúng tôi tại xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, gần khu du lịch Khoang Xanh, Suối Tiên trên Ba Vì. Và cái số điện thoại để các bạn tiện tư vấn, trao đổi cũng như mua bán là 0163 5305 982. Các bạn search Zalo bằng cái số trên. Còn Facebook thì các bạn search chim cú gáy hay, và cái YouTube các bạn cũng search chim cú gáy hay. Và số tài khoản để các bạn tiện giao dịch là Agribank Ngân hàng Nông nghiệp Nông thôn chi nhánh Ba Vì là 2210 205 156 681. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Đây, em này nuôi tận 4 con. Nuôi 4 con. Nuôi 4 con này đen. Hãy subscribe.